Hơn 600 hộ với khoảng 2.000 người tại huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu vẫn đang bị cô lập và đối diện với tình trạng cạn kiệt lương thực do mưa lũ. Theo thống kê đến sáng ngày 1 tháng 7, cả huyện còn 5 xã, trên 50 bản vẫn đang bị chia cắt cục bộ. Đơn cử như bản Phí Chi A tại xã Pa Vệ Sủ, chỉ cách trung tâm huyện Mường Tè hơn 20 km nhưng các phương tiện vận chuyển lương thực không thể vào tới nơi. Tại đây, xe máy cũng chỉ di chuyển được từng đoạn. Một gia đình ở bản Phí Chi C đã phải huy động cả nhà ra trung tâm huyện hỗ trợ nhau mang thực phẩm lên bản. Mưa lũ báo cái thứ là nên là không có hàng hóa, là tăng bo từ dưới kia, từ huyện lên đây. Tức là dưới kia, cái chỗ nào ô tô nó đến được là mình chạy đi đón lấy ở đấy. Vất vả là nhờ anh em người nhà với lại anh em họ hàng, nhờ đến có ít mì tôm với lại các thứ, cái hàng hóa tạp hóa này thì nhờ 7-8 anh em này vác từ dưới cái đoạn nào sạc là coi như là mình đi vác cùng. Tương tự, tuyến đường từ huyện Mường Tè tới xã Pa Vệ Sủ chỉ dài 30 km nhưng có tới 50 điểm sạt lở. Phải mất 1 đến 2 ngày tới tuyến đường này mới được khai thông. Ngay trong đầu mùa mưa thì huyện đã kiểm tra, rà soát tất cả các cái hàng hóa ở tại các cái trung tâm các xã, thế rồi là các cái điểm dân cư. Và chính vì vậy mà trong cái thời gian bị mưa lũ cô lập này thì cho đến hiện nay thì hàng hóa vẫn cơ bản đảm bảo được. Tuy nhiên mà kéo dài thời gian dài khoảng 20 ngày đến 1 tháng thì một số trung tâm xã, một số điểm dân cư sẽ nguy cơ thiếu hàng hóa. Và cái việc này thì cái giải pháp, cái việc đầu tiên là phải thông đường tốt đến để cung ứng như xăng dầu, thế rồi là các cái hàng mặt hàng thiết yếu đến với bà con. Sau đợt mưa lũ vừa qua, huyện Mường Tè đã có một người chết, hai người mất tích, tổng thiệt hại tài sản gần 40 tỷ đồng. Hiện đường vào huyện Mường Tè theo quốc lộ 4H vẫn chưa thông, người dân phải đi đường vòng xa hơn 90 km.